Hello, xin chào anh em, mình là Vinh. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái Eto của hãng Stanley, dòng lớn nhất, dòng 8 inch đang được giảm giá tại store 1. Con này đang bán là 3.275.000 và trong cái chương trình cross show này anh em sẽ được giảm giá là 327.500 đồng. Và mức giá sau khi mà anh em mua sau khi giảm giá chỉ còn có 2.947.500 đồng. Đây là con Eto lớn nhất của hãng ha. Eto thì anh em sẽ biết đa số nó làm bằng cast steel, tức là bằng gang. Thường thì anh em thấy nó làm bằng thép, là thép, để cho cái này là cái ngàm này là bằng thép nè. Còn những cái body như vậy người ta đa số là làm bằng gang để cho tiết kiệm chi phí. Tại vì thật ra gang cũng là một loại thép, nhưng mà cái hàm lượng tỷ lệ nó khác thôi, chứ nó không phải là gang. Gang không phải là thép, mọi người phải hiểu lại, gang vẫn là thép, nhưng mà cái tỷ lệ của nó là khác nhau ha. Thì cái này là một cái Eto có thể xoay được 360 độ, ngàm rất là rộng. Con này cái ngàm mở của nó tầm khoảng gần, tính ra là tầm khoảng, nếu mình nó dài như đây là tầm khoảng 20 cm ha. Và cái ngàm ngang này của nó cũng gần 20 ha, 18-20 luôn. Thì đó là một cái kích thước rất là lớn dành cho những anh em nào đang có nhu cầu muốn một cái Eto. Con này có cái đe và có cả cái phần để chúng ta đóng nữa, quá ngon cho một cái sản phẩm như thế này. Giá mới hiện tại chỉ có 2.900.000 bao nhiêu, 47.000 thôi anh em, 2.947. Chương trình khuyến mãi duy nhất tại Store 1 chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng tiếp theo. Anh em tranh thủ đến 234 Bình Thới, phường 10, quận 1 để sở hữu ngay sản phẩm này. Cơ hội duy nhất trong năm được giảm giá 10%. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.